Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hành thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, thảo giả chi dương tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch, hân hoan đón tài, đón lộc, vượt mọi chông gai, đánh bay trở ngại, nhờ vận may khởi sắc nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam nữ mệnh. Tuổi Kỷ Mùi, mạng hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc gia trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con dê, tướng tinh con rái cá, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Kỷ Mùi tức tuổi con dê, thường gọi là thảo giả chi dương, tức là dê trên đồng cỏ, là mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, có nghĩa là lửa trên trời, ánh sáng từ trên trời vốn được ví như sự quang minh lỗi lạc. Vì vậy, người Kỷ Mùi có bản mệnh là thiên thượng hỏa, là người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên thượng hỏa, là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng, nhược điểm là khá nóng tính, tuy nhiên họ lại rất độ lượng và hào phóng với người xung quanh. Kỷ Mùi mệnh thiên thượng hỏa luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp, sang trọng nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, họ luôn giúp đỡ phấn đấu, cống hiến hết mình trong cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ công việc gì, họ chẳng biết mệt là gì, nhưng cũng đừng vì vậy mà làm dụng sức khỏe, vì có thể đến một lúc nào đó, bản thân sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tuổi Kỷ Mùi mệnh thiên thượng hỏa, yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán làm theo sở thích và ý thích của bản thân. Kỷ Mùi thiếu suy nghĩ chín chắn kỳ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật, truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Kỷ Mùi dễ xúc động với những bất hạnh khó khăn của người nghèo khổ, họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của Kỷ Mùi khiến cho họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người. Đối với họ, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý, chỉ đạo người khác. Kỷ Mùi thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Kỷ Mùi là người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất với Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Xem tử vi năm 2023 của Kỷ Mùi 1979 cho thấy, tiếp bước cát khí còn lại của tử vi Kỷ Mùi từ những tháng trước, 3 tháng cuối năm 2023 này, hứa hẹn cũng sẽ là thời gian nhiều may mắn đối với mệnh chủ khi được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước biến chuyển đáng kể, hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Quý mệnh duy trì được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nên công việc tiến triển thuận lợi, nhiều mục tiêu đặt ra ở đầu năm sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm, đem lại nhiều niềm tin và động lực cho tương lai. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi, khi bạn dễ dàng nhìn nhận được đâu là cơ hội mình cần nắm bắt ngay lập tức thời điểm này. Quan hệ của bạn với khách hàng,
đối tác cũng tốt, thích hợp để mở mang lĩnh vực kinh doanh buôn bán, chắc hẳn đem về một khoản tiền lớn. Vận trình tình duyên cũng vô cùng tốt đẹp khi được hàng loạt các casting như Vượng Các, Long Chỉ, Chiếu Mệnh, dù bạn còn độc thân hay đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc thuộc về mình. Sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp quý mệnh duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm, nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh, ắt tật bệnh thuyên giảm. Dựa trên hệ thống sao chiếu mệnh và tương quan ngũ hành giữa quý mệnh tuổi Kỷ Mùi và lưu niên Quý Mão, định được khung cắt ở các phương diện cuộc sống cho tuổi này trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch như sau. Về mặt sự nghiệp, thì sự nghiệp của Kỷ Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Ngay từ những ngày đầu năm, bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm thân thiện của mình, quý mệnh dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc, cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay, thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí làm rạng danh được dòng họ. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức, phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, có thời điểm trong năm, chịu ảnh hưởng của quan phù, quý mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Về mặt tài lộc, tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 này, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của Kỷ Mùi trở nên cực hanh thông. Trong năm 2023 này, Kỷ Mùi biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song quý mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn thì có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương thì luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm, thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Quý mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc thì quý mệnh có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Luận giải tử vi năm Quý Mão 2023, dự đoán tháng cuối năm này, Kỷ Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể. Vì thế, hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Với người còn độc thân, chịu tác động tích cực của cuộc diện tam hợp, bạn dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp người phù hợp với bản thân mình. Người còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm, có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Điều bạn cần làm ở thời điểm này là mở rộng lòng mình và thử tham gia các cuộc gặp gỡ. Có thể bạn sẽ gặp được người có quan điểm sống phù hợp với mình, có những đức tính khiến mình quý mến. Với người đã có đôi có cặp, mệnh chủ và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hay tranh cãi sẽ giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực của đối phương để tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của mệnh chủ, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Quý mệnh vô cùng tự hào về gia đình mình. Về mặt sức khỏe, với tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho Kỷ Mùi bớt được nhiều mối lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của quý mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc khiến bệnh tình thuyên giảm,
Hơn nữa, bên cạnh bạn luôn có người thân quan tâm, chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn nên bạn có thể yên tâm chữa bệnh. Dù ở độ tuổi nào, Kỷ Mùi cũng nên chú ý đến việc rèn luyện thân thể, hãy lựa chọn hình thức thể dục, thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Và tiếp sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Đầu tiên là tử vi tuổi Kỷ Mùi, tháng 10 âm lịch 2023. Tháng mới được tam hợp trợ mệnh, mang tới rất nhiều điều kiện thuận lợi cho con giáp này để họ có thể bứt phá hơn về khía cạnh tài chính. Bên cạnh đó vẫn nên thận trọng, chớ nên quá tham lam, nhờ quan đới tạo điều kiện thuận lợi nên vận quý nhân tăng lên, mọi sự thuận lợi vì được nhiều người giúp sức. Chính ấn mang tới nhiều điều kiện tốt, nhưng chính bạn sớm nhận ra mình càng ngày càng bận rộn hơn. Khi phải theo đuổi nhiều thứ trong cuộc sống, thế nên hãy xem xét đánh giá và tìm giải pháp cân bằng phù hợp hơn cho mình. Luận giải tử vi tài lộc của Kỷ Mùi, trong tháng 10 âm lịch, Thái Dương các tinh mang tới vận may cho quý mệnh về tiền bạc. Con giáp tuổi này có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn quá nhiều công sức. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, quý mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có. Những ai làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại thì sẽ có nhiều lợi thế hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, Kỷ Mùi nhớ thận trọng, đừng vì tham lam mà đánh đổi, luôn có nhiều rủi ro ẩn sâu vẻ bề ngoài phẳng lặng mà bạn khó thấy được, vì vậy lúc này không nên liều lĩnh làm gì đó quá phá cách và táo bạo. Về phương diện tình duyên, tháng mới của Kỷ Mùi có rất nhiều điều rực rỡ, hứa hẹn nhất là những cặp đôi có những chuyến đi chơi, gia tăng trải nghiệm sống cho cả hai người. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ, nên quý mệnh và một nửa của mình khá tâm đầu ý hợp. Nếu trước đây hai người có căng thẳng, thì đây là thời điểm để có thể hóa giải tất cả. Cuộc sống tình cảm của quý mệnh cũng có những thay đổi tinh tế, đừng lo lắng, bạn đã có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu. Thời gian này, người độc thân là người có khiếu hài hước, thông minh nên rất dễ thu hút người khác giới, đừng quá ưu tiên công việc mà quên đi chuyện tình cảm, nhớ phân bổ thời gian hợp lý để hẹn hò. Tử vi tháng mới dự báo, sức khỏe của Kỷ Mùi cần lưu ý, dễ tổn thương tỳ vị nhưng cũng không được dùng nhiều đồ bổ béo quá, gây rối loạn tiêu hóa. Thời gian này, quý mệnh cũng nhớ bổ sung nước đầy đủ, vì nước có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Khi thiếu nước, không chỉ các chức năng của các cơ quan trong cơ thể bị suy giảm, mà các biểu hiện ngoài da cũng nặng nề. Hiểu được cơ thể mình trong thời gian này cũng là một điều tốt cho chính bạn, nó có thể khiến bản thân bạn biết cảnh giác hơn và ý thức bảo vệ sức khỏe sẽ tăng lên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân, màu sắc may mắn là màu xanh và màu đen, con số phát lộc là số 37 và số 92. Tiếp theo là tử vi tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2023. Quý mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này, nhờ có tam hội độ mệnh, quý mệnh khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Sự nghiệp của Kỷ Mùi trong tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi. Với quan hệ tam hội xuất hiện sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này, nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc, lại thêm nguyệt lệnh quan đới chống lưng, nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say, bạn khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc, chứ không cần ai phải nhắc nhở, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi có người thúc ép nữa, cũng chủ động xông xáo hơn hẳn. Tử vi tháng còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của Kỷ Mùi tốt hơn trước rất nhiều, nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vượng tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới đảm nhận những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bản thân mình muốn thì có rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ người đi trước, giàu kinh nghiệm. Tử vi tài lộc tháng này của Kỷ Mùi, trong tháng vận khí thăng tiến cũng giúp quý mệnh đón tin vui ở phương diện này. Thuận đà công việc hanh thông, không có lý do gì mà tài chính của Kỷ Mùi không khởi sắc theo đó.
Thậm chí, bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự đến, quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định. Quý mệnh vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu của bản thân, nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt. Do quý mệnh đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai đang ấp ủ mong muốn tăng lương, cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, thì cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với người làm kinh doanh buôn bán, thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn, nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch đề ra từ trước đó. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Kỷ Mùi có thể trưng các loại cây cảnh vượng lộc như cây kim tiền, chúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Kỷ Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho mệnh chủ. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân, bạn có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay. Bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó lại cực kỳ nguy hiểm, đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau. Tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ, các cặp vợ chồng nên tỉnh táo tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này trông núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Tử vi tháng mới dự báo, sức khỏe của Kỷ Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi quý mệnh ham làm, ham việc, mải mê phấn đấu cho phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân, màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng, con số phát lộc là số 79 và số 63. Cuối cùng là tử vi tháng 12, tuổi Kỷ Mùi âm lịch. Quý mệnh bước sang tháng mới, có tam hợp thái tuế trợ mệnh, tài chính đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận, suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Tháng này, bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Không lo đơn thương độc mã, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch và thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp quý mệnh đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Tin vui là bán hợp thái tuế sẽ giúp tài vận của Kỷ Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong tháng này. Theo đà công việc thăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn, chính tài sẽ tăng nhẹ. Người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện thì hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức tăng lương cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, có lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể. Khi quý mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt tay vào tháng này là khá phù hợp. Có điều may mắn đến thì cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm nhé, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, quý mệnh cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi nhuận, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn nếu mà chủ quan. Trong tháng, nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của thì cần hết sức đề cao cảnh giác, đừng để bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Tử vi tháng nhận thấy, đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Kỷ Mùi. Điều này có lợi nhất là với người độc thân, mở rộng mối quan hệ, được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Trái ngược với người độc thân, các cặp đôi hay vợ chồng lại dễ gặp rắc rối do đào hoa quá vượng. Tính chất công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc với người khác giới,
đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ. Sang tháng Chạp, sức khỏe của Kỷ Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, trong tháng có Bạch Hổ chiếu mệnh, hung tinh này có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, nhắc nhở quý mệnh đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng, con số phát lộc là số 36 và số 91. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người nghèo không tiết kiệm ba loại tiền, người giàu không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến, đây là lời răn dạy quan trọng của người xưa cho mọi người về những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Cuộc sống mỗi người dù giàu có hay nghèo khó thế nào cũng cần phải lưu tâm đến vấn đề này để cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ hơn, lời dạy của cổ nhân ắt có cơ sở, tốt nhất nên làm theo. Tại sao nói người nghèo không nên tiết kiệm ba tiền? Theo như lời dạy của cổ nhân, đời người dù có nghèo khó đến đâu cũng không nên tiết kiệm ba loại tiền. Vậy đó là ba loại tiền gì? Thứ nhất, tiền cho sức khỏe. Nhiều người có suy nghĩ rằng mỗi đồng tiền mình kiếm ra đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thế nên họ hình thành suy nghĩ và hành động tiết kiệm đến mức chi li, rẻ sẻn. Họ không dám dùng đồ tốt, không dám ăn món ngon, không dám mua đồ đẹp. Thế nhưng họ lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là sức khỏe là vô giá, đồng thời cũng là vốn quý nhất của mỗi con người. Có sức khỏe là có tất cả, chỉ khi khỏe mạnh, ta mới có thể tự kiếm ra tiền, chinh phục được mục tiêu và ước mơ của mình. Chính vì thế, những khoản chi cho sức khỏe là vô cùng quan trọng, không nên tiết kiệm những khoản này làm gì. Vì thế hãy đầu tư cho việc ăn uống, mua những đồ dùng chất lượng tốt để sử dụng, duy trì những thói quen lành mạnh. Tiêu tiền cho sức khỏe là cách tiêu tiền thông thái nhất, miễn không hoang phí là được. Chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể làm ra được nhiều tiền hơn. Thứ hai, tiền cho tri thức. Nhiều người quan niệm rằng chi tiền cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Đây chính là quá trình học tập, cũng như nâng cao trình độ, giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội, tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Khi bạn chi tiền cho tri thức, bạn không chỉ giàu có trong tâm hồn, giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, mà còn có cơ hội tăng tiến trong sự nghiệp, trở thành người giàu có về của cải trong tương lai. Thời gian đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy đây là một khoản đầu tư đắt đỏ, thế nhưng sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tư cho tri thức là một trong những loại đầu tư thông thái, giúp bản thân nhận được về những lợi ích cũng như giá trị lâu dài và bền bỉ. Thứ ba, tiền quà. Người xưa có câu rằng, có qua có lại mới toại lòng nhau, để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại mới giữ được các mối quan hệ xã hội lâu dài. Từ thời xưa đến nay, việc quà tặng đã được bình thường hóa, trở thành sợi dây vững chắc, kết nối mọi người với nhau. Chính vì thế, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, hãy ghi nhớ số tiền đó, sau đó trả lại cho họ sau này, vào một dịp nào đó. Đây cũng là một loại tiền không nên tiết kiệm, biết sử dụng tiền quà đúng cách, đúng người, sẽ giúp cuộc sống, sự nghiệp mới càng suôn sẻ và hanh thông. Người giàu không vào ba cửa có nghĩa là gì? Thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùng. Có thể hiểu, cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào, thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn luôn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn, không thể thoát ra được một khi đã mê cờ bạc. Người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà, dính vào cờ bạc thì dù có giàu sang đến mấy, cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời. Thứ hai, trốn trị lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trụy lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trụy lạc này, một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được, nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm,
danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Một khi đã dính vào, thì hối hận cũng không kịp. Thứ ba, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người. Ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao sao. Thế nhưng, một khi đã xa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì. Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế không quản những chuyện không liên quan đến mình, nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.